Đối tượng cá nước lợ được lựa chọn để thả nuôi tại tỉnh Sóc Trăng. Cá chẽm là đối tượng chiếm diện tích khá lớn với hơn 4.100 hectare. Đây cũng được xác định là loài cá mang đến giá trị kinh tế khá cao. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện ở những vụ sản xuất trước. Bởi thời điểm hiện tại, giá thu mua mỗi 1 kg cá chẽm chỉ đạt bằng hoặc là thấp hơn giá thành sản xuất, khiến người nuôi vô cùng lo lắng. Còn khoảng vài tuần nữa, 7.000 mét vuông ao nuôi cá chẽm của ông Trịnh Tấn Phát ở khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu sẽ đến ngày thu hoạch. Dấu được mùa, nhưng niềm vui của gia đình trong vụ sản xuất năm nay đã không trọn vẹn khi con cá chẽm đã không còn trúng giá như nhiều vụ sản xuất trước đây. Cụ thể, mỗi ký cá chẽm có giá thu mua giảm từ 10 đến 15.000 đồng. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân chỉ đạt mức từ quê vốn đến lỗ chứ không mong có lời. Điều đáng lo ngại hơn là giá cá thấp, thương lái sẵn sàng bỏ cọc, khiến người nuôi rơi vào cảnh khó càng thêm khó. Mấy năm trước giá của nó là cũng tạm ổn được, thì 70.000 trở lên. Hiện tại bây giờ là 60.000 là một ký. Với giá này thì tính ra nếu thu thì lỗ, tại chi phí tất cả cộng vô trên một ký khoảng 60.000 rồi. Thì họ lại cũng có khi đặt cọc, họ bỏ cọc luôn, họ hẹn xem rồi cái tình hình cá vậy đó, rồi họ thấy thu không có lợi, lỗ thì ra họ cũng bỏ. Rồi số anh em cá cũng tới lứa bán rồi, nhưng mà tới giờ cũng hẹn hoài mà không có thấy vô nữa. Có khi điện mình không bắt máy luôn. Giá cá thấp, thương lái thu mua cá thì hiếm hoi. Tình cảnh này khiến ông Lương Văn Biên cùng ngụ ở phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu cũng vô cùng bất an. Bởi sau lần thất bại ở đợt tôm nuôi đầu vụ, gia đình ông Biên quyết định chuyển hẳn 3.500 m2 ao nuôi tôm sang thả nuôi cá chẽm. Mặc dù đã đến ngày thu hoạch, nhưng người nông dân này vẫn quyết tâm treo ao chờ giá. Thời gian nuôi kéo dài, chi phí thức ăn sẽ theo đó tiếp tục tăng cao. Như nhiều hộ nuôi lân cận trong khu vực, tâm trạng của ông Biên lúc này cũng thấp thỏm theo sự biến động của giá thị trường. Thời gian thì nó cát tới lứa để bán rồi, mà càng neo thì cũng càng gầu. Tại vì thức ăn thì ngày càng cao mà cá thì nó không lên. Tại vì ở đây nuôi tôm năm nay năm vụ đầu tiên thì bà con nuôi tôm cũng không, thời tiết khó nuôi nên nuôi không được. Nên giá tôm rẻ thì bà con chuyển nuôi cá cũng nhiều lắm. Bây giờ gặp giá cá như này là vãi luôn, đuối lắm. Ở Sóc Trăng, phong trào nuôi các loại cá nước lợ bắt đầu phát triển mạnh từ cuối năm 2011. Đây được xem là giải pháp đa dạng hóa đối tượng thủy sản ở những thời điểm nghề nuôi tôm liên tục gặp khó do ảnh hưởng của giá thành và tình hình dịch bệnh. Có thể nói, đối tượng cá nước lợ rất đa dạng, phong phú và khả năng phát triển diện tích là rất cao do những điều kiện thích hợp sẵn có từ những vùng nuôi tôm. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều đối tượng cây trồng vật nuôi khác, để nghề nuôi phát triển lớn mạnh và bền vững, cần có giải pháp kiểm soát được diện tích thả nuôi và sản lượng cá thu hoạch so với nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo sự ổn định cung cầu một cách hợp lý. Quan trọng là hình thành các chuỗi liên kết từ đầu vào đến đầu ra thông qua việc kết nối người nuôi tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác để giải quyết dứt điểm bài toán đầu ra khi thu hoạch. Thì vừa qua thì đối với tỉnh ta cũng đã có một bước tiến triển là chúng ta đã phối hợp với Đại học Cần Thơ để chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần Đại học Cần Thơ sẽ nghiên cứu về các cái đặc điểm sinh học cũng như là để tạo ra được cái nguồn giống có chất lượng về các cái đối tượng này và phối hợp song song với tỉnh ta để chúng ta bố trí thả nuôi thịt để mà đáp ứng vừa cái chất lượng vừa đảm bảo được có cái nguồn giống tốt để phát triển tốt hơn. Và bên cạnh đó nữa thì một số cái đối tượng thì chúng tôi cũng kiến nghị với các cái đơn vị tư vấn chứng nhận sẽ tiến hành chứng nhận các cái quy chuẩn theo quy chuẩn của quốc tế để chúng ta có các cái đơn đặt hàng từ phía cộng đồng của doanh nghiệp nước ngoài để chúng ta có cái xuất khẩu ổn định. Song song đó thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với các cái nhà máy chế biến chúng ta thì cũng có thể thúc đẩy chế biến sâu các cái mặt hàng này để chúng ta cũng góp phần vào cái phát triển của nghề. Có thể thấy, việc đa dạng hóa đối tượng thủy sản là hướng đi phù hợp nhằm khai thác tối đa dư địa sẵn có từ lợi thế về mặt thổ nhưỡng và sự đa dạng về vùng sinh thái của tỉnh Sóc Trăng. Cùng với các giải pháp mang tính lâu dài đã và đang được ngành chuyên môn triển khai, một khi nông dân sản xuất theo hướng có liên kết, nghề nuôi cá chẽm nói riêng và cá nước lợ nói chung nhiều khả năng sẽ không còn là ngành nghề mang tính may rủi, góp phần gia tăng giá trị, hiệu quả kinh tế cho người trực tiếp sản xuất và phục vụ tốt mục tiêu phát triển lĩnh vực thủy sản của tỉnh nhà một cách bền vững trong thời gian tới.